Chào mừng các bạn đã đến với bộ phim hôm nay. Nếu chỉ thích xem những bộ phim tình cảm lãng mạn, thì có lẽ bạn nên lướt qua ngay bộ phim này. Phim có những hình ảnh gây khó chịu không thích hợp xem lúc ăn cơm. Có yếu tố kinh dị, các bạn cân nhắc trước khi xem. Tên đồ tể biến thái này thích xơi thịt người. Hắn treo cô gái mà hắn bắt được lên một cái móc. Mặc kệ cô gái có gào thét thế nào, thì sau đó hắn liền đưa cô gái vào lò. Sau khi khởi động công tắc, thì một ngọn lửa lớn liền bùng cháy. Tên đồ tể đóng cửa sắt một cách tàn nhẫn và bỏ đi. Nhưng sau đó tên biến thái này vẫn không hài lòng. Hắn ăn uống no say rồi lại lái xe ra ngoài tìm con mồi mới. Thấy một cậu bé trên xích đu cách đó không xa, tên đồ tể liền bước tới. Sau khi ba hoa vài câu thì lấy được lòng tin của cậu bé. Mẹ của cậu bé vẫn đang kể cho bạn bè về căn bệnh của cậu trong nhà. Kể từ khi sinh ra thì cậu bé đã không biết đau là gì. Đã tìm đến rất nhiều bác sĩ nhưng vẫn vô phương cứu chữa. Đến lúc người mẹ kịp nhận ra thì cậu bé đã biến mất rồi. Bên trong một lò mổ bỏ hoang, tên đồ tể chọn một con dao sắc bén. Sau đó hắn đi một đường vào mặt của cậu bé. Một vết thương dài 10cm liền xuất hiện ngay lập tức. Vì cậu không có cảm giác kể từ khi sinh ra, nên đương nhiên là cậu không la hét gì rồi. Tên đồ tể cho rằng cậu bé là người kế vị của mình. Sau đó tên đồ tể đâm cô gái tóc vàng bên cạnh. Martin dùng mình sợ hãi. Nhưng cậu bé không biết đó chỉ là sự khởi đầu của một cơn ác mộng. Để xơi nhiều thịt người hơn, tên đồ tể phải tiếp tục săn mồi. Thế là hắn ta đến bãi đậu xe, cố tình lái xe để chặn cô gái đang rời đi. Cô gái tức giận định ra ngoài cãi tay đôi, nhưng bị đánh bất tỉnh bởi cú đấm của tên đồ tể. Sau đó cô gái tội nghiệp bị cho vào túi và kéo vào lò mổ. Tên đồ tể treo cô gái lên. Lần này hắn muốn Martin hành động. Martin sợ hãi đến mức bỏ chạy. Nhưng làm sao một đứa trẻ có thể chạy khỏi hắn ta? Sau đó cậu bé liền bị bắt lại. Để trừng phạt Martin, tên đồ tể cắt một vết sẹo trên cánh tay của cậu bé. Sau đó lại để cậu vào một chiếc hộp gỗ. Cô gái nhân cơ hội này cắt dây tháo chạy. Cô chạy mãi trong cơn hoảng loạn. Không ngờ đụng phải tên đồ tể. Tên đồ tể tức giận đánh cô ngã xuống đất. Sau đó đâm cái móc vào chân dài của cô gái như một con thú. Hoàn toàn phớt lờ tiếng khóc thảm thiết của cô gái. Rồi kéo dòng dọc và đưa cô gái vào lò. Sau khi kích hoạt công tắc, một ngọn lửa cuồng nộ bốc lên trong lò. Tên đồ tể đóng cửa sắt một cách tàn nhẫn và bỏ đi. Nhưng tên đồ tể biến thái không bằng lòng. Ăn uống no say hắn ta đi đến trước mặt người phụ nữ. Chọn một trong những con dao bổ thịt sắc bén nhất trong số các loại dao. Hắn định huấn luyện cậu bé trở thành một tên đồ tể biến thái giống như mình. Vậy nên việc hành quyết sẽ giao cho cậu bé. Nhưng cậu bé không dám cầm dao. Không còn cách nào khác, hắn đành để cậu bé ôm chân cô gái. Sau đó là tiếng thét chói tai của người phụ nữ. Tên đồ tể mổ bụng người phụ nữ trong hai nhát dao. Sau đó là món thịt luộc đơn giản. Để trừng phạt Martin vì sự hèn nhát của cậu bé, hắn đã dí đầu cậu xuống cái bồn đầy máu. Sau đó bắt đầu tẩy não Martin một lần nữa. Hắn nói hành động giết người là một con đường để cứu rỗi theo tiếng gọi của tử thần. Đôi mắt non nớt và trong sáng của Martin dần dần thay đổi. Cô gái này đang tranh cãi với bạn trai của mình và đã bỏ ra ngoài. Đi ngang qua một lò mổ bỏ hoang, thấy Martin bên cửa sổ, Martin chạy khỏi cửa sổ cố gắng trốn thoát. Cô gái tò mò bước vào lò mổ với vẻ run sợ. Martin được phát hiện ngay sau đó. Cô hỏi cậu bé có gặp rắc rối gì không, nhưng Martin lại im lặng bỏ chạy. Cứ như vậy theo dấu chân của cậu bé, cô đi đến phần sâu nhất của lò mổ, rồi tìm thấy một con dao đầy máu. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến cô gái toát mồ hôi lạnh. Cuốn nhật ký trên bàn viết chi tiết toàn bộ quá trình các cô gái bị giết và mùi vị của nó như thế nào khi được chế biến thành thức ăn. Cuốn nhật ký cũng xen kẽ với các báo cáo mất tích và hình ảnh của các cô gái bị giết. Ngoài ra còn có rất nhiều móng tay, tóc và phụ kiện của các cô gái. Cô gái cứ lật hết trang này sang trang khác. Sau đó phát hiện ra trang cuối chính là hình cậu bé. Cô gái đã nghĩ Martin cũng là nạn nhân. Cô quyết định giải cứu cậu bé. Cô tìm kiếm theo giọng nói và phát hiện Martin đang trốn dưới tầng hầm. Cô trấn an Martin rằng cô sẽ cứu cậu bé. Sau đó tên đồ tể từ từ xuất hiện phía sau cô gái, nhặt cái móc lên và làm cô gái choáng váng. Sau đó hắn ta khen ngợi Martin với một biểu hiện hài lòng. Làm tốt lắm. Ngày hôm sau, người bạn trai đến nói chuyện với bố mẹ của cô gái. Anh nói cô ấy đã biến mất sau khi họ cãi nhau. Người cha lo lắng đi tìm. Đi ngang qua lò mổ bỏ hoang, ông quyết định hỏi người hàng xóm mà ông chưa từng gặp. Trong một căn phòng thiếu ánh sáng, cô gái cầu xin tên đồ tể để cô ấy đi. Nghe thấy tiếng của bố, cô liền kêu cứu ngay. Người cha ở bên ngoài nghe thấy tiếng động, ông liền hét lớn gọi cô gái. Nhưng ngay sau đó ông đã bị tên đồ tể bắn trúng. Tên đồ tể tức giận nhốt cô gái trong kho lạnh dưới tầng hầm. Căn phòng đầy sương người. Cô gái đang dùng mình vì lạnh, muốn lấy tấm vải trắng bên cạnh để giữ ấm, nhưng lại phát hiện bên trong có một thi thể. Cô ấy sợ hãi cố gắng đập cửa. Martin ở ngoài cửa chỉ nhìn cô một cách lạnh lùng, sau đó im lặng và bỏ đi. Đúng lúc này, người bạn trai cũng đang đi tìm bạn gái thì thấy xe của bố bạn gái. Để không làm phiền cảnh sát, anh bước vào lò mổ một mình, rồi tìm thấy cô gái trong tầng hầm. Anh cầm thanh sắt lên và đập khóa cửa một cách điên cuồng. Tên đồ tể trên lầu đang huấn luyện Martin, hắn ta liền đâm con dao xuống thẳng tay cậu bé. Martin không cảm thấy đau đớn, dường như đã quen với mọi thứ. Lúc này, chuyển động ở tầng dưới đã thu hút tên đồ tể. Hắn ta đi vào tầng hầm và tìm thấy anh bạn trai. Vì cách âm quá tốt, nên anh ấy không nghe thấy bạn gái đang cảnh báo.
Khi vừa cạy mở sợi xích, anh đã bị cây gậy của tên đồ tể hạ gục. Sau đó bị tên đồ tể giận dữ đâm tới tấp. Cứ như vậy, niềm hy vọng của cô gái lại vụt tắt. Tuy nhiên cô ấy rất mạnh mẽ và không bỏ cuộc. Dùng thanh sắt bên cạnh để mở khóa cửa thành công. Cô gái tìm lối ra và nhìn thấy cậu bé. Tay của cậu bé bị đóng đinh vào bàn. Cô gái tốt bụng không thể chịu việc Martin trở thành con rối của đồ tể. Thế là liền băng bó cho cậu bé. Sau đó chạy về nhà và đưa cậu bé theo. Bên này tên đồ tể đang ngăn chặn hậu họa. Hắn lái xe của người bố đến thẳng nhà cô gái. Mẹ của cô gái đang hồi hộp chờ đợi ở nhà. Thấy bên ngoài có người nên mở cửa và thấy tên đồ tể. Tên đồ tể xông vào nhà và dùng dao giết chết mẹ của cô gái. Em gái của cô gái sợ hãi và chạy lên lầu khóa cửa lại. Cô về nhà và tìm thấy thi thể của mẹ mình. Lúc này tên đồ tể đang ở trên lầu chuẩn bị giết người em. Đúng lúc quan trọng thì người chị đã tấn công hắn ta. Tên đồ tể chạy xuống cầu thang trong khi cô ấy đang an ủi em gái mình. Khi cô gái đuổi theo xuống cầu thang thì hắn ta đã bỏ chạy rồi. Sau đó, cô ấy mới nhớ ra mình có thể gọi cảnh sát. Run rẩy nhấc điện thoại và chuẩn bị gọi cảnh sát. Sau đó, cô ấy nhận thấy vết máu trên cửa. Cô liền mở cửa ra, rồi liền bị hắn ta đâm vào người. Thủ phạm lại là cậu bé. Lúc này cậu bé đã bị tên đồ tể tẩy não hoàn toàn rồi. Đôi mắt trống rỗng không còn nhìn thấy một chút cảm xúc nào. Martin đâm cô gái một nhát và không dừng lại cho đến khi cô gái đẫm máu. Sau đó Martin phóng hỏa đốt nhà của cô gái. Người em trên gác cũng bị ngọn lửa nhấn chìm. Martin lại đến lò mổ bỏ hoang. Sau đó nhìn thấy tên đồ tể bị thương. Cậu bé lấy chiếc rìu và chặt xác tên đồ tể còn sống. Sau đó ăn thịt của tên đồ tể, rồi treo xương lên tường. Lúc này cậu bé đã trở thành người kế thừa danh hiệu đồ tể. Mỗi ngày cậu ta đứng bên cửa sổ và chờ đợi con mồi tiếp theo. Thời gian đã hơn 10 năm trôi qua. Một cô gái bị lạc đường bên ngoài. Cô gái đến lò mổ bỏ hoang để tìm sự giúp đỡ. Người đàn ông với vết sẹo trên mặt chậm rãi quay đầu lại, nhìn cô gái với con mắt đầy thèm muốn. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay thì nhớ ấn thích kênh để ủng hộ nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bộ phim tiếp theo.